Thôi câu câu dưới sông á ha. Đó nãy giờ hàng gì không có thằng cái ơi. Đây, ăn con của anh Tùng vui khỉ nha các bạn. Con cá này gọi nặng cỡ như tan ký hơn ký không? Cá nửa ký 600-700 gram. 700 ký. Con cá đó 800 gram. Còn con cá lóc đực với nữa. Rồi đã thiệt. Đây là cá tự nhiên nha các bạn. Con lóc đực này nó ăn một bụng nè. Qua nó còn ăn bụng mà. Cá này. Cá lớn lắm á. Đây là lần đầu tiên mình thấy câu dính cá tự nhiên lớn như vậy các bạn. Cá tự nhiên cá đen kịnh đó. Con cá này khoảng 850 gram. Đâu lấy cái cân á, cả ký á. Lấy cái cân coi thiệt lấy cân thiệt 6 gram. Thử đi cân thử đi, có cân không thử. Đông mà 800 gram con lớn lắm, con cá này trên 800 gram. Con cá tự nhiên nó nặng lắm á, em nói 1 ký á. Lấy cái cân ra thử vậy. Con cá này cá là cái đồng thiệt sự nè. Chứ hôm qua nó câu cũng con cá lóc mà nuôi á là cái đầu vuông. Ủa này có câu mồi gì mà nó ăn à? Câu gì hay vậy? Mồi thức ăn sao nay nó ăn? Sao bữa nay đói hả? Hàng gì nãy giờ không có con cá dê nào dám ăn chứ. Hay quá. Chứ thường để xuống là 3-4 con. 1 ký nè, 1 ký nè. Chắc không tới đâu. Chứ để lên đây mới thấy nè. Nè. Cá này chắc cỡ 1 ký nè, 1 ký nè. Thấy chưa? Gần 1 ký lô, 800 gram đó. Nãy nói 850 gram đó. Giỡn ngoài cá tự nhiên đó. Gạo tức liền. Đâu, ok. Trời ơi. Bởi vì nắm nó vô tung tay luôn, chẳng có được. Bắt tay anh. Bởi chạy dưới sông lên mừng quýnh chưa. Gung tay luôn nè. Gung. Hôm nay là 16 tháng 10 âm lịch nha các bạn. Hôm nay vô tình mình ghé nhà anh Tùng chơi á. Con anh Tùng câu dính con cá lóc 900 gram. Giờ mình sẽ đi ra ngoài cái khu vực ngoài bờ sông đó, chỗ hồi nãy An á câu á các bạn. Mà ngay chỗ An câu là hồi lúc trước là lại bị ngang bị té đó, bị té đó, té gãy tay á, gãy xương á. Mấy bữa nay là các bạn thấy không thấy An á xuất hiện trên clip của anh Tùng á, tại vì bị té cái tay nó bị gãy tay các bạn, nên không có theo phụ anh Tùng được. Nhưng mà còn một tay mà câu cá lợi hại lắm các bạn. Giờ mình sẽ ra ngoài bờ sông nè. Ở đây là vườn mít. Cây té cây dừa nào anh Tùng? À, bữa leo cây dừa này té nè. Cái tay còn bó bột, bó thuốc. Và wow, mình không ngờ là ngoài sông này bây giờ còn cá tự nhiên rất là lớn luôn các bạn. Rất là thú vị nha. Đây. Bà con là cũng như chuẩn bị đón cái chặt tàu á, chặt tàu cái nó mục tàu mà nó dạ. Nó sơ ý nó leo lên nó đu rồi nè. Dạ. Đu rồi cho nên nó đi bữa leo cây dừa này té nè các bạn. Giờ cái tay còn bó thuốc nè. Vậy mà câu dính cá 900 gram nha, cá lóc. Chạy câu luôn. Này cái bến sông nè, bến sông cũng rộng lắm. Ừ, sông này rộng nè. Này bề ngang cũng 100 mét à. Hơn 100 mét. Lục bình quá chừng. 160 mét. Sông này khá rộng. Câu bằng thức ăn ha. Đây giờ sẽ thử câu mấy con cá chê nha các bạn. Ở đây thường thường câu dính cá gì ăn? Cá chê nhiều. Chủ yếu là cá chê ha. Hôm qua có con bầy mà dính vô câu hồi nãy. Cá ngô. Đây là chủ yếu dính cá chê, cá mì dinh. Nãy hên dính cá lóc 900 gram. Có một con cá lóc đực nữa, nãy nó nổi. Cái này cá thiên nhiên không á. À, cá tự nhiên. Cái đây nè. Ăn bao ngon luôn. Cái dự kiến là vậy nè, của anh là vậy nè. Dạ. Cái này là anh đào giữa cái clip của anh á để cho sáng cạp nó quăng vô, cho nên mình phải hạ cái dừa này. Dạ. Cái dừa này trái nhiều lắm mà kêu thằng An á nó mới chặt đào chặt buồn hết để chuẩn bị đốn. Dạ. Còn thấy hai cái buồn này nè, hai cái buồn này còn là nó còn đó, hẩm ca sĩ tiếng Vĩ đến á là làm là cũng như là quay về đề tư của anh á, cái dạ. Anh mới sai nghe anh ơi, con hái dừa đại khách mà trên kia lại có một cây dừa nữa mà nó không hái. Cái nó xuống nó hái cây dừa đây. Dạ. Cho nên mấy cái bẹ mình để chặt rồi đó, cái nó dạ. Bị tuột bẹ, chụp nghe bẹ khô. Mấy cái bẹ đó nó đu lên nó té mà nhà hên nó té cái mé này nè. Dạ. Rồi lọn xong luôn rồi, té đây mới lọt dưới đó mà hên nước cạn.
nó mới gãy cái xương, gãy cái xương luôn cái xương cổ tay rồi. Đây gãy xương luôn nè. Giờ bỏ thuốc bỏ thuốc mà ngồi câu cá như thế không? Đam mê. Nói gì hôm bữa bữa có đưa cái thứ ba là chị của ngày nè. Dạ. À, là con hai lúa nè, tới con ba gạo, là con ba gạo đó là về đây để đi câu cá, hai chị em câu khí thế luôn. Ở nhà rộng một dèo trên luôn á, cá nhiều lắm. Dạ. Bên tại cá thiên nhiên coi nó ụt ngoài kìa. Ụt ngoài lắm luôn á. Thấy ham luôn. Đây, ngoài này nè các bạn, cá nó đang ụt ngoài này nè các bạn. Nè các bạn thấy nước quẩn quẩn không? Cái này câu nhiều thì anh Tùng sẽ có cái chỗ đây rộng ha. Đó, đó, đó mình đang em cũng dục cá. Mình đang mé nè ha. Ở đây là anh đang mé là có cái lưới vòng đó, ngoài có cái gỗ ghẻ đó không? Dạ. Gỗ ghẻ treo ngoài đó đó. Rồi rồi. Gỗ ghẻ ngoài đó đó, là nước cạn là anh phải kéo lưới lên nè. Dạ. Kéo lưới nó có lưới luôn ha. Dạ. Cái lưới nằm dưới chân đó, lưới dạ, vòng của nó luôn. Dạ. Là khi kéo lên là xuống bắt cá ham lắm, mê lắm. Thấy mê ha. Thầy giờ anh ném thức ăn ra ngoài các bạn. Đó, đây vậy hay là những loại ăn nhiều lắm. Lục bình sao quá. Lục bình quá chân luôn. Cái này như vậy. Mình bọc bạch với mọi người xung quanh đây nè. Kêu sáng cạp lại là quăng nó dự kiến lên quăng đây nè. Cái mình làm cái gió. Cái dạ. Gió nó mừng tượng rồi vậy. Gió là giống như cái bùn heo mà mình để xuống dưới đáy. Dạ. Là mình đưa lên vậy nè, cái mình làm viền mấy viên chì đàng hoàng á, mình buông xuống là nó chìm dưới đáy. Dạ. Cái bắt đầu mình nhử thức ăn này, cái mình nắm cái gỗ ghẻ mình kéo, nói chung nó có gồng gọc đó. Dạ. Gỗ ghẻ đây kêu gỗ ghẻ là mà mấy cái gồng gọc kéo lên thì nó lưới nó chạy lên. Cái mình có cái xuồng á, gạt ở dưới giả lưới kéo lên vậy nè, là bắt cá nhiều lắm luôn. Sông này còn cá nhiều dữ ha. Ừ, cá dữ lắm luôn. Nó giật sấy con nó chứ nó lợi ăn nữa. Đó, các bạn thấy. Sông này còn cá tự nhiên rất là nhiều nha các bạn. Ở đây thì không có ghe cào, không có thuốc cá gì hết á, cho nên là cá còn hầu như là rất là nhiều. Cái phao gì mấy thằng cá nhỏ. Mà nếu mà câu á là cái người đam mê mới câu được, như anh không câu được đâu. Yeah. Anh gấp rút lắm, không phải, có thời gian. Phải kiên nhẫn. Không kiên nhẫn được. Anh leo cây mà ai dưới đất mà chậm chạp anh hay la lắm, tại vì ngồi trên đây bực. Nó bồn chồn lắm. Bữa nay là thường mỗi tháng là anh phải cúng 16. Dạ. 16 mà hôm nay cái dịp nhân dịp em đến quay hai cái dừa đó mà tại chủ nhà không có thời gian đó. Dạ. Hẹn mình lại cho nên mình có thời gian mình nhậu mình về nhà vài ly là để cho nó đậm tình hơn mà cái đó. Ngoài nó có lừa giúp cái cá ơi con cá bự kìa kìa không nó vô nó ăn các bạn, nãy rải thức ăn giờ nó vô nó ăn nè. À, bên đây là cái cây gáo. Wow, đã quá các bạn ơi. Ở cái sông này còn rất là nhiều cá luôn. Dạ, anh Tùng cũng sẽ câu luôn. Ê, còn con cá lóc nữa. Mấy cá chê gặp con cá lóc nó cũng sợ. Chạy nãy giờ, bởi bình thường là câu nãy giờ là giật dám chục con rồi đó. Mà đây sao nay được con cá. Bình thường thì câu ở đây dính cá chê với cá trà vinh. Nói chung là ít có khỏi cần đi chợ đó. Này câu là đủ ăn luôn nha các bạn. Hồi nãy câu một buổi có mấy cá trà vinh lên chiên giòn ăn. Rồi qua. Bên đây này chắc mình thấy. Đó, cá nó tràn đồng các bạn. Có lẽ là lúc nãy dính con cá lóc cho nên nó cũng hơi nhát. Nãy giật lên cho nên mấy con cá ở dưới nó hơi nhát.